nó thấy thằng nào lấy cái đó là nó đánh, tại vì nó là bạn của thằng kia mà tụi kia cũng giữ nữa. Hôm đó mình đi chơi làng dầm, không, anh đi chơi nhiều quá, không có chơi nhiều quá, không có tự nhiên mình đang lái xe, tự nhiên là một đi của tụi anh cũng đi bốn năm xe với nhau, tự nhiên đi ra tụi nó chụp cái chim mông, đập cái chim mông, cái này, cái hồn nó là cái toán là nó, chỉ có thằng giống là bị đánh, bởi vì nó lái cái xe đó. Lái xe đó, ồ. Cái hồi đó xảy ra cái chuyện đó sau mà mấy đứa có xe nó không dám ma mưa bữa đi ra ngoài đường buổi tối, ban ngày nó không dám đập, buổi tối nó đập. Ban ngày nó đập là tụi này cũng đi nghe, bị đập ngoài không? Tao mày bị đập á. Chỉ cố chỉ kiếm mày đánh nhau ngoài à. Nó hồi đó trong 6 cái đêm mình bị như vậy nè nè. Mình đi đánh từ tàu đó, mình hay đánh từ tàu lắm. Rạo đó mình đi. Xong bắt đầu từ tàu nó đâu có đánh lại đâu. Nó mới trả tiền cho chị mình chạy ra đường một sông. Lúc nó mới trả tiền cho tụi con mấy thằng con trong cháu cha đó. Mày cứ chạy vòng vòng nguyên cái dàn lái xe ở trong xóm trong xóm mình là đi cứ nhớ cái đầu xóm cái cuối xóm mà chạy lên chỗ nó cho nó cắp đầu nó quấn à đi chơi sao đi đó đi ăn cắp giờ hổng được chưa mà có là tụi chim mới đi lên chứ mà đi lên đó tôi thằng này là đám này là con ông cháu cha đi đi xe jeep vô luôn mà xe jeep vô thì thằng này là xe jeep cũng già thì lớn đó mình tới đầu tụi chim mới đi lên đó mà nó đi tới cái chỗ bữa trước thôi có so phết đi ra cái so phết tình lão đi ngủ chứ đi ngủ cho nó nhà nó ở trong đó cái đó, đi chơi quá uống lát nữa nó lên có phước đâu có là gặp ai đừng đánh ông già mà đi chơi đâu mà mình đi chơi là chết có là bà con là bắt được mình chết bỏ nó lên cho nó lên cho